Cá mập hồ tiến lại gần bờ để săn những con mồi ưa thích của chúng. Vậy nên tôi đã ngộ ra rằng nếu những chú rùa phơi mình trên những tảng đá cao ở bãi biển thì đó là một dấu hiệu cho thấy có những con cá mập ngoài kia đang muốn săn chúng. Cũng có nghĩa bạn tuyệt đối đừng nên xuống nước. Có vẻ như những chú rùa chính là nguyên nhân dẫn con cá mập đến vào ngày hôm đó. Nhưng những con cá mập còn bị hấp dẫn tới đây bởi cấu trúc địa lý đặc biệt của vùng biển Hawaii. Nằm ở ngoài khơi bờ biển phía tây của nước Mỹ, quần đảo Hawaii là phần nổi lên của một dãy núi lửa vẫn đang hoạt động ngầm dưới biển. Nguồn nước đầy chất dinh dưỡng tuôn lên từ đáy biển, theo chiều bề mặt dốc của những hòn đảo đã trở thành nơi kiếm ăn cho vô vàn loài cá. Đồng thời biến nơi đây thành thiên đường của hơn 40 loài cá mập. Từ bé nhỏ như cá nhám cho đến khổng lồ như cá voi. Nhưng tôi chỉ thấy hứng thú với những loài cá ăn thịt người, đặc biệt là cá mập hổ. Từ khi đến định cư trên quần đảo này, giữa con người và cá mập đã xảy ra những mâu thuẫn. Với chiều dài lên đến 7,5 mét và trọng lượng có thể tới